sáng 5 tháng 11, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phối hợp Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Phú tổ chức đến thăm chia sẻ khó khăn đối với 20 hộ dân xã Quốc Thái và Phú Hữu có nhà bị tốc mái hoàn toàn và nhà bị tốc mái thiệt hại từ 50% trở lên do ảnh hưởng dông lốc vào tối ngày 31 tháng 10. Tại nơi đến thăm, ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã thăm hỏi, chia sẻ, động viên các hộ dân cố gắng khắc phục khó khăn và trao tặng 5 triệu đồng cho mỗi hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh vận động công ty Ngọc Tùng hỗ trợ nhằm kịp thời giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.